Tối qua, ngày rằm tháng 8 âm lịch, nhân dịp Tết Trung thu, hơn 500 bạn nhỏ đã dâng rập về chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tưng bừng tham dự lễ hội Trung thu yêu thương với đầy ắp niềm vui tiếng cười. Tham dự ngày hội hôm nay có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Minh Đạo, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo, ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam, bà Phạm Thị Hồng Cúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 9 quận 3, cùng chư tăng đạo tràng Phật tử chùa Minh Đạo và hàng trăm em thiếu nhi trong và ngoài địa bàn quận 3. Trong không khí hân hoan tràn đầy hỷ lạc dưới ánh đạo từ của chư Phật, khuôn viên chùa Minh Đạo rực rỡ với đèn lồng và hàng trăm phần quà đặc sắc được chuẩn bị cho các bé thiếu nhi dịp Tết Trung thu. Mở đầu lễ hội, Đại đức Thích Minh Ân thay mặt ban tổ chức đã có lời phát biểu khai mạc nói lên ý nghĩa của ngày hội trăng rằm Tết Trung thu và gửi lời chúc lành đến các em thiếu nhi. Lễ hội Trung thu yêu thương tại chùa Minh Đạo lần này đã mang đến nhiều tiết mục thú vị như văn nghệ, giao lưu đố vui cùng chú cụ và chị Hằng, biểu diễn ảo thuật, vân vân, tạo sức hút và niềm vui trong ngày Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Đặc biệt, hơn 500 phần quà với bánh kẹo và đèn lồng, đồ lưu niệm đã được đích thân Hòa thượng Thích Thiện Nhân trao đến các bạn nhỏ. Những phần quà Trung thu đầy ý nghĩa này thể hiện tình cảm, tấm lòng nhân ái của Hòa thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức tăng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã mang đến cho các cháu thiếu nhi một cái Tết Trung thu thật ấm áp. Đêm hội Trung thu tại chùa Minh Đạo cũng là sự kiện khép lại hành trình Trung thu yêu thương năm 2022 do chùa Minh Đạo tổ chức. Được biết, hành trình đã đi qua nhiều tỉnh thành với hơn 10.000 phần quà đến với các em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các em khuyết tật mồ côi cùng 500 suất học bổng và bảo hiểm y tế cho các em có hoàn cảnh khó khăn.